cả các bạn, chào mừng các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Quái La Lin. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì mình đang đi ăn cưới của một người da đỏ ở trên bọn mình, ở trên bản Á Đô. Cho các bạn xem đường nhá. Đây. Đó. Ôi, đang phải đi bộ này mọi người. Đường trơn lắm. Đó. Ra đám cưới bên kia kìa. Đấy rồi. Ở đây toàn các hot girl thôi mọi người. Các bạn thấy không? Thấy không ạ? Toàn các hot girl thôi nhé mọi người nha. Mọi người ơi, quay mặt đi mọi người. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là trang phục dân tộc Dao của mình nhá. Đó. Ở nhà mình cũng có một bộ nhưng mà tại vì nặng quá mình không mặc. Chị cho mọi người xem qua bộ trang phục dân tộc Dao của mình nhé. Đây, tất cả những cái gọi là đây, xem một tí nhé. Đây, tất cả đều là bạc hết nha, bạc thật hết mọi người ạ. Chị đến đâu chị ạ? Nhà em ở đây mà. Ô, nhà ở đây ạ? Ô, thế mình không biết nhau, nhà em ở đây mà. Bây giờ về, chào nhá. Bây giờ không phân biệt. Bây giờ mấy đứa lên giỏi thế, ở dưới kia đường khó đi vẫn mò xe lên được nhỉ? Đây dưới kia đường rất là trơn nha mọi người. Ở bọn em ở trên này hay là người nơi khác đến? Không, nơi khác đến rồi. Bên nào nhỉ? Đồ bên kia. Diên Thàng á? Tùng Chỉnh. Ồ, Tùng Chỉnh mấy? Tùng Ba. Ui, xa thế nhỉ? Thôn Diên Thàng. Trên này có mưa, trên này đường khá là trơn mọi người. Không cẩn thận là ngã nhá. Không cẩn thận là ngã nhá. Đây là đám cưới nhà trai nhá mọi người. Ây dù, tí nữa thì ngã. Đường rất là trơn. Đây mình đeo dép này, hơi trơn một xíu. Đây là cơm này. Cơm hấp nha mọi người. Bên này là xôi. Xôi này xôi nghệ hay là xôi lá hả chị? Xôi nghệ em ạ. Xôi nghệ, đây chị là xôi nghệ nha mọi người. Bên này là xôi lá cẩm này. Hôm nay thì mình đến còn hơi muộn cho nên là chỉ quay được đám cưới thôi. Đây chính là món rau luộc này mọi người. Rau cải luộc. Các bạn ơi, nay mình may mắn được ngồi cùng các bạn hot girl nhá. Đây, toàn các bạn xinh gái này mọi người. Rất là ngon nha mọi người. Gà toàn gà chạy bộ thôi mọi người ạ. Món này là món thằng Cố Châu này mọi người. Đây, món này. Đây, món này là món thằng Cố Châu. Cái bạn chuẩn bị uống rượu này các bạn. Đi đâu cũng cảm thấy không có nào.